Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh ME Automation, kênh chia sẻ kiến thức cơ điện và tự động hóa. Và tôi là Sơn, kỹ sư điện tự động hóa. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta sử dụng cái công cụ Toolflex để chúng ta vẽ cái trong cái AutoCAD. Cái công cụ này nó rất là hay và rất là hữu ích. Nó giúp chúng ta vẽ AutoCAD rất là nhanh và hiệu quả. Và đây để mở cái thanh công cụ này thì ta sẽ vào Tool, ta chọn là Palette, Tool Palette. Hoặc là chúng ta nhấn vào phím Ctrl 3 thì cũng mở ra được cái hộp thuở này. Và đây là giả sử như ta muốn vẽ cái hộp mà bóc vuông này thì ta chỉ việc nhấp vào đây. Và ta đưa ra ngoài rồi ta sẽ vẽ. Ví dụ người ta muốn chọn cái bóc nó rất là tiện. Đây là những cái tool palette mà cái AutoCAD đã tạo sẵn cho chúng ta. Đây gồm rất là nhiều cái tool palette đã tạo sẵn. Ví dụ đây là cái tool palette điện mà AutoCAD tạo sẵn cho chúng ta. Thì nó sẽ nó bao gồm các cái tiếp điểm, các cái nút nhấn, các cái đèn bố. Cái này là dùng để chúng ta vẽ cái mạch điều khiển. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo ra cái tool palette để chúng ta vẽ cái subwoofer của cái hệ thống điện này. Ở đây gồm có các cái để vẽ subwoofer thì ta sẽ cần ở đây là món cốp, có cái co, cái tê của cái món cốp, có cái hộp bóc vuông, bóc nấu trung gian, có cái hộp bóc chia một ngã, hai ngã, ba ngã và bốn ngã. Đây là cái khung tên shop của chúng ta. Đây là cái súp bột của cái treo cái món cốt. Và đây là các ký hiệu đi lên và đi xuống để chúng ta vẽ ở trong cái shop rowin của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta sẽ tạo ra cái tool palette này. Bây giờ tôi sẽ xóa cái tool palette này đi. Và để tạo ra cái tool palette thì chúng ta có hai cách. Và cách thứ nhất đơn giản thì chúng ta sẽ làm như sau. Cách này thì nó chậm. Ta sẽ vào cái đi chụp vào cái khu vực trống này và ta chụp phải. Ta chọn là new template. Ở đây ta sẽ đặt tên là điện. Ta đặt tên cho cái tool palette này. À, ví dụ như ta muốn đưa cái ở đây là chúng ta phải block lại chúng ta mới đưa vào được. Giả sử như ta đưa vào cái khối cái hộp vuông này thì sẽ thể copy Ctrl C và ta vào đây ta dán vào thì cái bắt của chúng ta nó sẽ vào ở trong này. À, ví dụ như tiếp theo là ta sẽ chọn cái bút chia của chúng ta, hộp chia, ta cũng Ctrl C. Và đây ta Ctrl V, ta dán vào. Thì đấy, cái hộp bóc của chúng ta nó sẽ vào ở trong cái tool palette này. Vậy thì ta muốn sử dụng thì ta nhấp chuột vào và ta đưa ra. Và cái cách, bây giờ tôi chỉ cho bạn cách thứ hai. Cái cách này chúng ta làm nó sẽ nhanh hơn. Giả sử như ở đây ta có tất cả các cái ở đây ta sẽ có tất cả các cái block mà chúng ta cần tạo cái tool palette. Ta sẽ lưu vào một cái file. Và ở đây là cái file của chúng ta là file cái tên là điện. Thì bây giờ ta sẽ nhấn cái tủ hợp phím Ctrl 2. Và ta tìm đến cái đường dẫn của cái thư mục mà chứa cái bản vẽ điện của chúng ta. Thì ở đây ta có các cái block. Đây là các cái block ở trong cái bản vẽ điện của chúng ta là các block. Bây giờ ta sẽ đưa hết tất cả các cái block này vào. Thì ta sẽ vào chỗ cái block này, ta bấm chuột phải và ta chọn là Create Tool Palette. Thì các bạn chờ một tí, nó sẽ tạo cái tool palette cho chúng ta và tất cả các khối ở trong cái file bản vẽ này. Thì cái khối của chúng ta là nó bao gồm tất cả các khối ở đây. Nó sẽ tạo cho chúng ta cái tool palette.
Đây là nó đã tội cho ta được cái tool flag, là nó lấy cái tên là cái tên của bản vẽ này. Đây thì tất cả các cái block mà có trong cái bản vẽ này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta. Thì bây giờ ta những cái block mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể xóa bỏ đi. Ví dụ như ở đây ta có thể xóa cái những cái mà không sử dụng thì ta sẽ delete đi. Và ở đây để chúng ta làm cho nhanh thì chúng ta sẽ chuột phải và ta chọn là sort by, ta chọn là sort theo kiểu. Thì ở đây những cái block mà nó không có, thường thì trong cái block này chúng ta sẽ sử dụng block động, nên là những cái block mà thông thường thì ta sẽ xóa đi trong cái tool block này. Như ở đây ta sẽ chọn nhưng block động thì nó có các cái ký hiệu như thế này, thì block động thì bây giờ ta sẽ chọn những cái block thường này và ta sẽ xóa đi. Shift. Hay ta chọn được tất cả các block thông thường này. Chuột phải. Và delete. Là bây giờ là ta đã xóa được tất cả các cái block thông thường và ta để lại cái block động của chúng ta. Thì bây giờ một cái công việc nữa là chúng ta sẽ sắp xếp cho nó, để sắp xếp lại để cho chúng ta dễ quản lý. Ví dụ như đây hộp vuông, ta đưa lên những cái liên quan đến hộp vuông ta gom lại. Ví dụ những cái liên quan đến cái shape của cái trong cái hộp này thì là gồm có cái hộp vuông, hộp bóc và các cái ký hiệu đi lên và đi xuống. Ở đây ta cũng sẽ chèn một cái phần tròn để chúng ta dễ nhìn cái gạch ngang á, thì ta lên tên đào này ta chọn và ta add nó vào. Và tiếp theo là ta sẽ sắp xếp theo cái món góc. Ở đây món góc thì ta có trên kinh đây, ta sẽ chèn cho nó thêm một cái phần tròn nữa. Ở đây món góc ta lâu lên ta đưa lên, và liên quan đến món góc thì ta có và T. Đây, T. Và cái số bột của cái cốc, cái món cốc. Rồi ta sẽ tổ một cái phân tròn cho nó. Đây và ở đây chúng ta sẽ cùng thiếu một cái khung tên nữa. Khung tên là do hồi nãy ta xóa cái khung tên này, ta sử dụng block thường. Thì bây giờ ta sẽ đưa thêm cái khung tên này vào. Kiểu như ta ở đây ta sẽ copy, ta sẽ dùng cái lệnh là copy Ctrl C, ta vào đây ta dán Ctrl V. Đây cái khung tên của chúng ta nó đã xuất hiện ở đây. Để ta xóa bớt cái này đi. Thì đây đây là toàn bộ cái tool Black của chúng ta, cách chúng ta tạo và chúng ta. Ở đây thì để ví dụ như chúng ta sử dụng thì muốn sử dụng cái nào thì chúng ta vào đây ta nhấp chuột và ta nhấp chuột và ta kéo ra ngoài thôi. Ta nhấp chuột vào đây và ta kéo ra ngoài thì nó sẽ tự insert cho chúng ta. Đấy, rất là đơn giản. Ví dụ đây cái trên kinh. Cái trên kinh của chúng ta. Ở đây ta có thể thay đổi được cái kích thước, ví dụ như ở đây là ta sử dụng 300 thì ta nhập vào là 300. Hoặc là ở đây ta sẽ sử dụng trai. Trai là cái món cốt có đục lỗ. Đây là khung tay của chúng ta. Đây ta sẽ chèn ra ngoài. Ví dụ như vậy. Đây là có cái bốc điện của chúng ta để chúng ta vẽ shop cái hệ thống ống ở trong cái bản vẽ của chúng ta. Ta cũng có thể xoay. Ở đây thì cái bốc này nó gồm có 5 cái loại. Bốc 1, bốc hai thẳng, bốc hai vuông, bốc 3 và bốc 4. Ở đây là bốc 4. Thì tôi đã có một cái loạt video về shop drawing cái hệ thống cơ điện. Thì các bạn có thể xem ở trong cái phần mô tả. Tôi sẽ có một cái danh sách pháp về cái hướng dẫn các bạn cách chúng ta shop drawing cái hệ thống cơ điện. Và ở đây chúng ta muốn
chúng ta có thể đổi tên cái template này là rename template, hoặc là ở đây chúng ta muốn cái template này nó tự động nó ẩn. Ví dụ như chúng ta muốn khi chúng ta chọn vào đây thì nó xuất hiện, và khi chúng ta đưa ra ngoài khỏi khu vực này thì nó sẽ ẩn đi. Thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn đây, thì đây là cái mũi tên để nó ẩn và nó hiện. Như vậy ta bấm vào đây thì nó sẽ tự động nó xuất hiện cho ta, và khi ta bấm cái mũi tên này thì nó sẽ tự động là ẩn hiện. Ví dụ như ta rê chuột vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta đấy, còn khi ta rê chuột ra khỏi cái khu vực này thì nó tự động nó ẩn lại. Và đây là ví dụ như khi ta đã tạo xong và ta sắp xếp xong thì ta muốn lưu cái tool palette này lại, để khi mà chúng ta cài đặt lại cái AutoCAD thì nó sẽ không bị mất. Thì chúng ta sẽ vào, ta chuột phải, ta vào là custom palette, và chúng ta chọn đến cái palette của chúng ta, tool palette của chúng ta là ở đây là chúng ta có tên là điện, thì ta sẽ vào cái, ta chọn cái mục điện này, ta chuột phải và ta chọn là export. Thì đây là các bạn lưu cái file dự phòng á, thì nó có đuôi là xtp, thì các bạn chọn cái vị trí để lưu. Ví dụ như ở đây ta chọn cái vị trí ở ngồi desktop này để thì ta sẽ lưu lại. Ở đây là một cái file và một cái thư mục. Một thư mục là điện thì nó chứa các hình ảnh. Thì ở đây các bạn copy là các bạn sẽ copy cái một cái thư mục và một cái file này để chúng ta lưu lại. Và khi chúng ta muốn, giả sử như ở đây tôi sẽ xóa cái bóng điện này đi. Đó là giả sử như khi ta cài lại cái cách mới thì chúng ta sẽ nộp lại cái tool palette của chúng ta như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào chuột phải, cũng là custom palette, chúng ta sẽ chuột phải và chúng ta sẽ import cái file đó vào. Đây, import thì ta lưu ở ngoài cái desktop. Thì bây giờ ta chọn lại cái file này, cái file có cái đuôi là xtp này, và ta open. Thì đây nó sẽ xuất hiện lại cho ta cái file mà chúng ta, cái tool palette mà chúng ta đã tạo. Thì các bạn muốn vẽ mà cho nhanh, mà cho cái hiệu quả, thì các bạn nên tạo cái tool palette này, nó rất là hay và rất là hữu ích. Và giả sử như khi ta có một cái bản vẽ mới, mà ta có một cái block nào đó chúng ta cần thường hay vẽ thường xuyên, thì chúng ta cũng có thể đưa thêm vào đây được, là bằng cách là chúng ta copy và chúng ta dán vào đây. Thì như hồi nãy tôi làm cái khung tay này ví dụ như vậy, thì các bạn có thể là đưa các cái block từ các cái bản vẽ khác nhau, chứ không nhất thiết phải là một cái bản vẽ này. Thì trên đây là kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn về cách chúng ta sử dụng cái tool palette này để chúng ta vẽ trong cái AutoCAD cho nó chuyên nghiệp. Và cái các cái block này thì tôi sẽ để ở dưới phần mô tả, các bạn có thể download về và thực hành chúng ta vẽ shopping cho cái hệ thống cơ điện. Thì nếu các bạn thấy kiến thức mà tôi chia sẻ ở trong video này là hữu ích cho công việc học tập của các bạn, thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.